Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Hiện nay thì việc sử dụng màn hình cong để chơi game đang trở nên khá phổ biến và được các game thủ ưa chuộng. Màn hình cong sẽ mang đến trải nghiệm tốt hơn khi chơi những tựa game không gian mở. Asus TUF Gaming VG30 là nhân vật chính của video ngày hôm nay với mức giá hơn 8 triệu đồng. Đây là một mẫu màn hình cong thuần gaming với độ cong tiêu chuẩn là 1500R cùng góc nhìn siêu rộng 178 độ. Điều mà mình nhìn thấy ở chiếc màn hình này là sở hữu thiết kế đơn giản với duy nhất tông màu đen mạnh mẽ kết hợp cùng với chân đế được thiết kế công thái học. Nó cung cấp sẵn các điều chỉnh độ nghiêng, xoay, chụp và chiều cao để các bạn có thể dễ dàng tìm thấy vị trí xem lý tưởng của mình. Tổng thể màn hình thì cực kỳ chắc chắn, trọng lượng màn hình cùng chân đế là 7kg. Với mình thì con gái thì khá là khó để bê di chuyển. Ngoài ra thì màn hình còn được gia công nhằm tương thích với giá treo theo tiêu chuẩn VESA để các bạn có thể lắp trên tường trong trường hợp các bạn muốn thiết kế không gian nơi làm việc. Và mặt sau của màn hình thì cũng được thiết kế các đường vắt chéo theo kiểu chữ V với những đường cắt CNC tạo điểm nhấn ở hai bên. Logo TUF Gaming thì được đặt ở dọc phần chân đế. Màn hình TUF Gaming VG30 thì có kích thước khá lớn 29,5 inch với độ phân giải là 2560 nhân với cả 1080 cùng tần số quét ấn tượng 200Hz, thời gian phản hồi là 1ms. Tần số quét này thì là một lợi thế trong các tựa game chiến thuật thời gian thực, game bắn súng hay là một số game eSports. Có thể thấy thì đây là một thông số cơ bản của một chiếc màn hình gaming đảm bảo cho việc chơi những tựa game có nhịp độ nhanh dù được chơi ở mức setting cao nhất thì vẫn sẽ mượt mà, không xảy ra hiện tượng giật hay là xé hình. Và màn hình sẽ được trang bị công nghệ Extreme Low Motion Blur mới nhất độc quyền của Asus đảm bảo cho tốc độ phản hồi siêu nhanh 1ms. Kết hợp với AMD FreeSync Premium Pro được hỗ trợ thông qua các cổng DisplayPort và HDMI cung cấp tốc độ làm mới thay đổi để có độ trễ thấp, các bạn sẽ không bị giật hình và không bị xé hình khi mà chơi game. Tuy nhiên thì tấm nền được trang bị ở đây sẽ chỉ là tấm nền VA. Điều này thì cá nhân mình nghĩ không quá quan trọng. Ưu điểm của tấm nền VA là hiển thị màu đen rất tốt, đen thẳm nên sẽ tăng cường độ tương phản giúp hình ảnh sống động gần như là chân thực hơn. Mặc dù không thể đẹp như tấm nền IPS nhưng vì đây là màn hình thuần gaming nên là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Bên cạnh đó thì TUF Gaming VG30 thì sẽ được hỗ trợ định dạng là HDR10, chất lượng hiển thị khi đo đạc là 100% sRGB và 99% DCI-P3. Đây là một giải màu khá ấn tượng, mang đến khả năng hiển thị hình ảnh chân thực sống động. Với các thông số trên và với một mức giá đang rất tốt ở An Phát thì đây là một lựa chọn hoàn hảo cho anh em để có thể vừa chơi game giải trí, vừa làm đồ họa phục vụ công việc. Không chỉ sở hữu thông số phần cứng mạnh mẽ, chiếc màn hình máy tính TUF Gaming VG30 còn được Asus trang bị các tiện ích thú vị như Display Whiskey Line, một tiện ích phần mềm cho phép các bạn dễ dàng và nhanh chóng điều chỉnh các cài đặt hoặc cấu hình, các tính năng độc quyền của Asus như Shadow Boost, Game Visual, Game Blur hay tính năng chống nháy hình và lọc ánh sáng xanh cũng không thể thiếu để bảo vệ mắt, chống mỏi mắt khi các bạn ngồi màn hình quá lâu. Và cuối cùng thì link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại thì mình sẽ để ngay dưới phần mô tả để các bạn có thể click vào. Hẹn gặp mọi người trong những video sau.